mình ra cái clip vẽ có rất là nhiều bạn ủng hộ, thì hôm nay á mình sẽ quyết định làm lại cái clip vẽ để tìm ra họa sĩ cho team mình năm nay nha. Anh nhắm anh có làm họa sĩ được không? Không em ơi, anh là chuyên ngành của bác sĩ. Anh là bác sĩ thú y thì có chứ, bác sĩ chuyên người lại làm cho con người bệnh nặng thêm á chứ khỏe cái gì. Ủa sao em biết anh hay vậy? Em nhìn thấy anh là em đủ biết rồi. Thôi họa sĩ thì chắc có nhiều qua tay lắm, không có qua tay không? Không, qua tay là cái gì? Qua tay là trên cái đầu ngón tay mình có hình vòng tròn vân vân gì nè. Ừ, coi anh có không? Ê, mà anh nói cho mấy em nghe nè, anh không có qua tay nhưng mà anh có bông tai được không? Vậy anh Minh nói anh mình có bông tai à, bông tai cũng nữa đâu. Nè, cái bông để trên cái lỗ tai của anh thì là bông tai. Trời ơi, em tưởng anh mình đeo bông tai giống như cái chàng chứ. Anh Minh có bông tai là anh Minh thắng giải này rồi. Trời ơi anh mà. Ủa vậy anh Minh thắng rồi, vậy tụi mình về không đi. Thôi, qua tay bông tai vẽ bề ngoài không có quan trọng. Quan trọng nữa một lát vẽ tụi con có năng khiếu vẽ đẹp thì người đó có qua tay thôi. Dạ. Rồi cuộc thi vẽ mà tìm ra họa sĩ vẽ đẹp nhất hôm nay cô sẽ thưởng cho 1 triệu rưỡi. Wow. Cái này cô chơi lớn thôi, tại vì cái đó là năng khiếu của mấy đứa mà. Ủa chủ đề mình vẽ là gì vậy mẹ? Mình sẽ vẽ theo hình anime nha. Dạ. Mấy đứa muốn vẽ nhân vật nào vẽ? Thôi vẽ chung đi cô. Vẽ chung đi. Đúng rồi đó anh, vẽ chung một hình cho nó công bằng để biết người nào vẽ xấu người nào vẽ đẹp. Thì cô chuẩn bị đầy đủ, này là viết chì, gân tẩy, này là đầu bào, này là bút chì màu, còn này là giấy để tụi con vẽ. Dạ. Rồi bây giờ mỗi đứa lấy viết đi, cô sẽ phát giấy nha. Rồi bây giờ cô đánh hình anime vô đây là rất là nhiều. Rồi tụi con chọn hình nào để vẽ đi nha. Rồi để cô coi coi. Rồi cô nhỏ đẹp này, Rồi đúng rồi, cô thấy nhỏ này nhìn thấy thương nè. Mấy đứa chịu không? Chịu. Ok hết không? Rồi ok. Cô sẽ đưa lên máy tính rồi tụi con nhìn vô đó vẽ nha. Dạ. Cô gái này cô thấy vẽ rất là đẹp luôn tụi con. Bây giờ cô sẽ gửi vô nhóm tụi con vẽ cho dễ nha. Coi điện thoại này rất là dễ nhìn luôn nha anh em. Nét kìa. Ủa rồi vẽ là khen gái vậy? Ủa vẽ. Rồi hung gì nữa vậy? Có đâu, vẽ mà. Vẽ đi. Để cho công bằng thì cô sẽ quy định thời gian tụi con vẽ là 40 phút. Dạ. Rồi mấy đứa chuẩn bị cho. Rồi. Bấm giờ nha. Bắt đầu. Rồi vẽ. Mấy em không lo vẽ đi mà dòm anh cái gì? Anh đi em vẽ. Ủa vẽ anh hả? Sao em không dòm vô trong điện thoại á? Anh đâu có giống như trong điện thoại đâu mà dòm anh. Quên nữa, mình đang hy mà. Quên. Thấy mà anh đẹp trai quá mà. Anh em mình ngồi chung bàn không mà, lát nữa anh mà không biết á anh cặp dê xíu xíu nha. Anh cặp dê sao không được, nhưng mà anh sao chép được không á là chạy thôi. Yên tâm. Nghĩ sao anh ngồi bàn chót mà anh dòm tới bàn nhất được mà. Mời đẹp. Bây giờ mình sẽ phát họa khuôn mặt trước nha mấy bạn. Mình thì vẽ tóc tai chứ các bạn. Tóc tai thì mới làm đẹp gái được. Sao méo méo quá ta. Mình sẽ vẽ cái tâm để vẽ khuôn mặt trước nha các bạn. Đó các bạn thấy. Đầu tiên là mình sẽ vẽ dấu cộng nè. Theo là mình sẽ vẽ hai con mắt. Bên đây là nửa khuôn mặt, bên đây là nửa khuôn mặt còn lại nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ vẽ mắt bên trái trước nè. Đó, mắt bên trái thì nó có hình tròn. Đầu tiên là mình vẽ cái đầu cô gái là phải còn có hình tròn. Và cái đường thẳng đi xuống để làm tâm cho nó chuẩn. Đó, dưới đây là cái càm. Và nghiêng qua đây là con mắt. Đó, rồi nói lại. Chân mày sâu ớm mình đã làm xong rồi. Giờ mình sẽ làm con mắt long lanh. Ủa, anh vẽ người que hả? Đâu phải đâu. Cái mặt người ta có nhọn nhọn. Mặt của anh gì tròn xe vậy? Anh là một người làm khoét ăn nghe hiểu không? Không cần chỉnh sửa. Anh bác sĩ mà. Vậy cứ hết đầy ăn đúng không? Đúng. Anh là không cần chỉnh sửa. Bây giờ vẽ hình người mà mình vẽ cái nào trước mấy em? Trời ơi, anh không biết hả? Mình vẽ hình á mình phải vẽ từ trên đầu cho xuống. Ủa tôi tưởng vẽ từ bụng trở lên. Từ bụng trở lên vậy bụng anh nhỏ xíu, đầu bự chà bá. Hợp lý, heo đứng là hợp lý nè. Để anh vẽ từ đầu trở xuống. Bây giờ mình vẽ nét mờ cơ bản rồi xíu mình tô đậm lại đó em. Đây là con mắt nha. Ủa mà quen bên bậy quên nữa. Quên nữa, mình không cần xóa. Mình là một người vẽ một phát ngay. Giờ hai anh em vẽ nhau chung đi, cách thảo khuôn mặt trước rồi xong phần dưới. Thôi để anh cho mình. Anh mình chia bố cục anh cũng vậy. Thôi vẽ nhau chung nha. Dễ nữa em. Trời, em dễ dở lắm. Nếu mà em cặp với anh mà em dễ đẹp hơn anh á, anh chúc mừng em nha. Ok anh. Rồi em dễ tới gì đâu. Em đem dễ qua lại bố cục. Trời ơi, bắt trước anh. Dễ gì không mà anh tính với anh. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì? Dễ gì mà anh tính với anh. Cổ cũng lông gì vậy. Trời ơi, cái gì? Tân chúc, tân chẩm nha. Anh vẽ cái mặt cũng hết luôn cái tờ giấy rồi. The reflecting memory. Em dễ
giống như Nico vậy chàng? Em chưa vẽ tóc mà. Trời anh coi nè, anh vẽ cái đầu anh như lại nhỏ vậy. Trời ơi sao em nói vậy? Mẹ thấy không? Em mới vẽ con mắt chạy tới chạy lui. Còn anh vẽ sắp xong rồi thấy chưa? Của em như là chậm nhưng mà chất lượng anh ơi. Chất lượng gì, lát nó vẽ không kịp cũng vậy em ơi. Trời ơi, bà làm gì giống nhá nhá vậy là. Đúng rồi, tôi nghe gì thì nở thì bích nị gì đó. Ta. Quê em tự gì? Phải của anh đẹp như vậy nè. Tôi bạn sẽ vậy. Bao đâu? Ai không cho coi nè. Quỷ Quỷ nữa. Trời ơi, quỷ giống như. Trời té ghế rồi. Ê, mặt bị ông chắc là gì xinh thế ghê vậy? Biết sao không? Tại vì anh hung nhiều quá nên má nó bị sệ, hiểu không? Ê, còn nãy giờ tôi thấy bà Như mới vẽ được nè. Được. Ôi, đẹp quá trời luôn. Y chang em lên luôn cái mặt to chà bá. Lên chết. Để anh, cái tượng nó chưa nó ra mà. Cái tượng nó mới ra chứ. Sao em cái to cơm vậy? Mặt vậy nó đẹp. Tại mình con gái mình có cần vẽ trái cổ không mình? Hả? Trời em coi chung hình nè. Đâu có cái gì đâu, cái cổ hẳn quẹo à, đâu có gì đâu. Nè cái cổ đó nè, tôi chỉ cho. Cái gì mà giống ông khóc như vậy? Cái cổ vậy là con gái. Tôi đang vẽ đẹp, ông để vô là dơ luôn rồi. Nãy giờ các thí sinh vẽ được 4 phút 30 giây rồi đó nha. Để giờ cô coi coi sao, Trang xong rồi chưa Trang? Dạ chưa, hôm nay vẽ tóc. Nãy giờ mình thấy cái mặt này cũng hơi giống rồi đó. Giờ con vẽ tóc không? Dạ. Rồi, qua mạnh ngay. Ôi trời ơi, mạnh ngay. Đó, sao mà cái mặt tôi không đành xứng này, cái cổ vậy ông nhắc cho này ốm hay gì nè. Cái tay có tay nè mẹ. Rồi cái con làm này đúng như mẫu luôn á. Rồi đúng. Mạnh này vẽ cho có phong trào chứ không có giật giải được nè. Con nhìn con biết. Còn Trung sao rồi? Vẽ đi cái mặt cười. Trung hình như vẽ hình như hao hao á. Cũng được. Tương đối. Thời của em xong quá. Ủa phải vẽ cái màu nó đậm đậm chút nữa cho cô thấy rõ chứ. Rõ nha Như. Dạ tại con mới phát quả rồi. Cô phát quả phải không? Rồi mấy chàng trai bên đây sao rồi? Đâu đất che lại đất có trò rồi. Ồ cái mặt kỳ vậy đó. Cái mặt y chang như là cái hình tựa như cái mũ với chì vậy đó. Không phải bo sao tròn tròn rồi, cái đầu kỳ quá à. Đẹp lắm anh, nó phải chỉnh lại. Cô biết nghệ thuật. Trang ơi đẹp rồi, con đẹp rồi. Ủa sao anh không cần xứng vậy, sao cái mình tốt bên đây, cái bên đây làm gì? Đây là việc của anh. Thôi kệ. Em nghệ thuật không? Thôi lát nó thành phẩm. Lát thành phẩm tôi chấm điểm sao? Chứ tôi thấy đẹp rồi, đẹp. Minh sao Minh? Cũng không ổn mà con ơi. Mặt góc cạnh dữ vậy? Tại sao có mà. Rồi tới anh coi. Trời ơi anh cái gì vậy anh? À con với mặt người giống mà cô. Trời ơi nó đang liếc mà răng thì xuống đó. Cô lại con luôn. Giống mà hơi chen luôn. Trời ơi anh nhìn thấy nó giống cái đầu lâu gì có rồi em. Đâu anh thấy gì đó, tác phẩm nghệ thuật luôn á. Ủa? Con nhìn giống y chang như con diều ma vậy Khang. Dạ trời ơi con vẽ đẹp vậy mà con nhìn giống diều ma là sao? Thì biết thì lát ok kệ, chưa thành phẩm rồi, lát thành phẩm con chấm sao. Xong nha bạn. Nói với cái hình trong ảnh nó không khác gì, chỉ có khác là mình không có vẽ bong bóng thôi. Giờ mình sẽ bắt đầu tô màu nha các bạn. Nhớ đón xem kết quả mình nha. Làm gì em? Bảy năm kìa. Trời sao xấu hơn anh ấy vậy? Anh còn đẹp hơn á. Vậy anh đầu chọc mà. Mà anh chưa ra làm tóc mà. Đâu không? Anh giật thuyền bốn ngói là anh. Em sẽ đẹp thường đó, bạn sẽ xấu. Không biết lát nữa ai sẽ trở thành họa sĩ rồi chứ. Cô thấy cô đau bụng rồi mấy đứa. Wow, cái mình con vẽ đẹp đó. Để cô coi đầu trời ơi, cái đầu làm gì hối vậy? Có hối đâu cô, là chưa đồ nè, đó. Nè, trên đây rối bời luôn mà hối trên đây. Cô thấy tóc thấy đẹp ghê luôn không? Trời ơi, tóc con móc lai nè cô. Chị xuống cái đen đen đó. Bây giờ mình tô giống Đức luôn nha anh em. Đó, tô đại đi anh em ơi. Tóc đen là người châu Á nha anh em. Mình đã vẽ xong rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua bển mình tô màu nha các bạn. Anh cho lấy móc lai cho em. Ok ok. Anh mới được không? Em thấy chia này là em móc cho nó màu xanh dương đây nè. Ê. Và màu tím đây nè. Đồ. Trời chứ sao trời.
tóc 7 màu nó mới đẹp. Thời buổi 4.0 rồi mình mới mua đen luôn, hiểu không? Trời thôi anh qua bản tô nha. Giờ mình sẽ tô sóng biển nha các bạn. Ủa sao anh mà anh không tô tóc trước đi, từ trên xuống dưới mới đúng chứ. Kệ anh muốn tô chỗ nào tô, thôi lát nữa anh cũng tô hết à. Thôi chung nó chơi tập trung dễ không nói gì hết trơn trời. Vì sao không, tại tôi mê cái giải này hơn. Giải này tới 1.5 triệu lận hơn bình thường. Rồi xong. Trời thành phẩm quá giống các bạn ơi. Đó, không khác gì luôn nha các bạn. Chỉ là có con cái là nó hiếu màu thôi. Bây giờ mình sẽ tô màu vô. Thì đầu tiên mình có sáng tạo. Sáng tạo là cô sẽ cộng cho mình một điểm. Mình có trang trí cái bông trên cái đầu nha nè. Để cho cô cho mảnh mà. À. Bông nè, đó. Rồi tô cái nhị đen. Em tưởng cái chậu cây không á. Em tô gần xong rồi đó nha anh Minh. Trời em tô nhanh hả? Đúng rồi, của em đẹp không Minh? Đẹp. Đó, cũng anh đẹp bằng em không? Ơi. Ừ, con mắt với cái miệng thì tôi thấy chấm điểm mà đẹp á. Tại tôi mà. Chứ ai như con Trang vẽ con mắt gì mà không có mí nè. Con mắt em 2 mí vậy nè, vậy mà anh nói 1 mí chỗ nào? Thiếu cái chân mày rồi, mắt của chân mày. Ủa quên. Bây giờ mình sẽ vẽ chân mày cho cô gái. Đó, chân mày đậm đậm lên mới đẹp. Khá đẹp rồi đó. Mình không ngờ mình lại là một người tô vẽ màu đẹp như thế này. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Kỳ này chắc mình lụm cái giải này quá. Trời ơi trời, màu không đều, không bị hưa, màu thì nhạt. Để đây coi chứ ai lụm giải biết liền cái gì. Thôi em mình đừng có tự lý nha. Anh thì vẽ xong tác phẩm anh rồi, qua coi em. Trời này sao quá à. Xấu hơn cái của anh đẹp rồi. Không có gì, coi có gì. Này của anh xíu cho mày với Hảo coi. Rồi cái chung đâu rồi, trên coi làm gì che che dữ hả? Ôi, xấu của anh, con đẹp hơn. Trời ơi, ông bạn chiếc cốt tôi làm gì xấu quá vậy. Ủa tôi cho tôi xong mà. Trời ơi, nhìn cái nét vẽ thôi là biết xấu rồi. Đâu rồi, có ông xem đâu. Im nha, con nói nha. Cái gì? Cái gì? Bình tĩnh. Bình tĩnh, không coi. Bài của ông á, tôi nói thiệt, đẹp hơn tiên luôn. Chứ sao? Tại vậy, tôi lượm giải hết rồi. Đâu mà của Trang coi coi. Úi, trời. Nhìn cũng giống trong hình á, nhưng mà không giống lắm, không giống bằng anh thôi. Bây giờ mình sẽ tô da mặt cho cô gái nha, cho nó hồng hào lên mới đẹp. Rồi tụi con xong hết chưa? Rồi. Con ơi, vừa vẽ xong thì vừa tô xong luôn. Yeah. Nhớ mình đầy giỏi quá ha. Còn bên đây. Con vẽ xong rồi con đang tô màu. Rồi Dư cố lên luôn. Nè Dư. Còn 7 phút nữa đó. Con tô màu. Màu coi, con đang tô màu coi. Bây giờ tới giờ là cô thu bài nha, chứ không nói là xong hay chưa xong nha. Rồi Trang vẽ thì cũng được nha. Giờ anh thử để tay cái nha Trang. Không. Đột chơi giùm anh đi. Nè đây, nè. Đây, em là nó đụng tới mũi luôn rồi. Đi ăn rồi hủ của em sẽ giúp anh. Đúng. 35 phút rồi nha tụi con, 5 phút nữa đó. Ok, thì vậy. Thôi tranh thủ tô đi. Em bảo không được anh ơi, đông quá, kịp bệnh vô. Trời ơi ông cô, dưới đây nè, có hàng nè. Em sẽ gắn bầu nhanh nha anh. Ok. Bầu nhanh là bầu phụ anh nha. Đứa em bảo xong chưa, anh mượn đi rồi. Xong chưa, Tôi đi bà. Thôi được rồi, để anh làm cho. Em giúp anh mà. Thôi được rồi, để anh làm cho. Ok, lắm. Em nó hủ nhưng mà em có ý định giúp anh mà. Giúp anh gì mà em đứng cả buổi trời mà không làm được việc gì hết trơn á. Ủa, ở trong đó mẹ thấy tóc màu xanh đen mà sao con tô cái này màu nấu? Dạ con mới tô có 1 lớp rồi mẹ ơi. À, đụng tới đâu rồi tô đi Trúng. Dạ con mới tô cô ơi. Còn mấy phút nữa hết giờ đó nha, lát nữa hết giờ là con thâu đó chứ không có chờ đợi tụi con đâu. Dạ. Mình tô lớp thứ hai là màu đen nha các bạn. Đó, giống thôi. Bây giờ mình sẽ tô lớp màu thứ ba nha, là màu xanh. Đẹp
Rồi bây giờ mình sẽ tô màu áo nha. Còn 4 phút nữa nha mấy đứa, đẻ lên nha. Cố lên, cố lên. Ủa em chưa tô nó vợ chưa xong rồi nè, để em tô hũ cho. Có gì nhớ chia anh với Nhan. Tranh thủ Như ơi. Con gần xong rồi nè cô. Rồi xong rồi nè cô. Xong á. Bạn xong rồi. Rồi, em cũng xong luôn. Đây là còn Như. Chung còn có mấy hả? Cái ngồi. Cố lên Như ơi. Chưa còn lên chưa. Ủa Như ơi, thắng gì nữa. Trời chưa hết giờ mà, đút đút. Thua đi, thua đi. 39 phút, 37 giây nha. À, anh Thủ đây trung xong chưa? Xong rồi coi, giờ cũng không kẹp đâu. Để ra đây lát chờ Như đi rồi cô chấm điểm lượt luôn. Cố gắng chi, nghe từ đầu em phải cố gắng. Hồi lúc đầu á Như phát quạ lâu quá thành ra mất thời gian đó. Chứ mà con có thời gian con tô là nãy giờ đẹp lắm á. Thấy con không? 40 dân. Dân. Ôi. Rồi. Dân rồi, dân rồi. Nạp bài, các thí sinh mình nạp bài nè. Rồi tới giờ chấm điểm của các thí sinh đây, bây giờ nạp bài lên đi. Dạ. Không được kìa, cô nhớ chấm điểm luôn đâu trời cô. Bài đẹp là cô chấm điểm cao chứ mẹ em điểm thấp. Tới đẹp. Trời ơi, gì vậy Minh? Em đặt vô mắt là thấy là không giống luôn á. Còn con người gì mà ốm như cây tâm vậy. Tóc thì có mấy cộng à. Cái này cô chấm cho để coi. 4 điểm. Cô nhớ chấm không hả vậy Minh? Có coi. Chưa chưa. Trời ơi, con nhìn cái hình coi có giống đâu. Nó khác trời giận luôn á. Tới đó. Con chọn cái hình mà con giật mình luôn. Cái tóc gì kỳ vậy? Như là đổi cái máng gì chứ không phải tóc. Trời ơi, xì tay. Cái son mẹ còn làm và thon vậy. Thôi mà con trai á cô ơi. Em đi mẹ. Cái hình của con vẽ làm cô giật mình luôn. Nên cô sẽ chấm con hạng nhất luôn. Nhất lên mà, nhất từ dưới đến lên. Trời ơi, bố nghĩ luôn. Đúng rồi. Kêu cứ ngáp luôn. Con này nha, con là có mà giật mình nha. Con nhất chắc cậu chịu gối luôn đi con rồi. Nè. Bởi cô nói đâu có sai giống y chang như là con diều ma luôn. Nghĩ sao? Nè, được một cái là cô chấm cho thân hình được nè. Eo đồ này kia nè. Cô khuyến khích cho con một điểm nữa là con được 5 điểm. Rồi, cảm ơn cô nha. Còn rồi. Rồi, thấy không? Làm gì vậy cho đừng nghe ta. Dạ, dạ, dạ. Mà coi này cô. Trời ơi, ăn ơi, coi cổ như cổ cò vậy đó. Mà cái đầu con nhìn không, liếc hái đầu này kia không. Xấu quá, cô chấm cho 4 điểm luôn. Trời ơi, rất ngon rồi. Để con. Thân hình cũng đẹp mà nha. Đúng rồi. Eo đồ dữ à. Nhưng mà tóc này không giống này, với cái mặt này cũng hơi giống. Cô chấm cho khuyến khích 6 điểm. 6 điểm, rồi, lên. Tiến bộ hơn mấy người kia đó. Lớp rồi. Đi Như đi. Nãy tôi mà không kịp với con. Rồi, do con cái phút đầu con làm lâu nè, bởi mất thời gian á. Cô nhìn thấy cũng đẹp đó nha. Hao hao giống nó, cũng giống cỡ 6-7 phần luôn á. Cô chấm cho nãy coi 7.5. Nếu mà con tô màu nữa, có thể là con 8.5 hoặc 9 á. Hồi nãy cũng tô màu không kẹo lên coi. Wow. Nói chung là đập vô mắt là giống tựa với cái hình trong máy cô đưa luôn nè. Nhưng mà cái mặt này á nó chưa có giống dữ. Đúng không? Tụi con nhìn vô thấy không? Với cặp mắt này chưa giống dữ. Cô sẽ chấm cho con khuyến khích là 8.5. Con là cái người mà dễ nhất trong những thành viên nam ở đây. Đúng không? Dễ hay nhất. Con là hay nhất từ dưới đếm lên, còn Trung là từ trên đếm xuống. Ok, 8.5 là vui rồi các bạn ơi. Nãy giờ cô đang cao nhất mà. Quá rồi. Trời ơi. Cái hình gì mà xấu dữ vậy? Hình gì mà nó xấu mà không có cái nào xấu hơn được luôn á. Cái này có 2 điểm bây giờ. Thôi điểm luôn, đừng có làm vậy, đừng có cố giấu mình vậy. Cô thấy hình của Trang là đẹp nhất trong buổi thi hôm nay đó. Nhìn hai con mắt này long lanh giống không? Tóc đầu này kia giống rất là giống luôn. Ủa, cái đường cài thì nói chung là móc lai gì đó. Cô thấy giống màu xanh giống nè. Rồi cái thân hình nè, áo nói chung là rất là đẹp luôn. Cô chấm cho Trang 9.75. Thiếu gì, nói chung là cô chấm 9.75 là cái hình này là cô thấy 99.9% giống rồi đó. Thấy mấy Trang chơi gì cũng khoáng nhường đỡ một xíu. Trời, chưa phải còn vẽ không được hả? Trời cô nói gì trời. Nè, đưa vô so sánh đi nè. Các bạn cùng so sánh hai cái tấm hình này như thế nào, có giống trời vật không? Thì giống môi hai má nhưng mà bỗng vấy. Đúng rồi, đàn mặt đàn ông. Còn ta mặt đàn bà này, mặt cái son đồ này kia rất là đẹp luôn. Thôi cô, nói chung là cô chấm con hạng nhất rồi mà con bị hộ hoài. Danh hiệu họa sĩ
đẹp nhất trong team hôm nay đã thuộc về Trang. Chúc mừng con nha. Tiền nữa đã thuộc về con, nhưng mà mẹ sẽ cho con bỏ con heo để dành đi học. Dạ. Chúc mừng em nha. Cái video mà thi vẽ hôm nay của team mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay chồng like đăng ký kênh, mình sẽ ra những clip hay cho các bạn xem nha. Bây giờ chào tạm biệt. Chào tạm biệt.